Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc Doxazosin. Tác dụng của Doxazosin là gì? Doxazosin được sử dụng ở nam giới để điều trị các triệu chứng của tiền liệt tuyến, phì đại tuyến tiền liệt lành tính. BPS thuốc không giúp thu nhỏ tuyến tiền liệt nhưng nó hoạt động bằng cách thư giãn các cơ bắp ở tuyến tiền liệt và một phần của bàng quang. Điều này giúp giảm các triệu chứng của phì đại tuyến tiền liệt như khó khăn trong việc đi tiểu, tiểu yếu, phải đi tiểu thường xuyên hoặc khẩn cấp kể cả nửa đêm. Doxazosin thuộc về một nhóm thuốc gọi là thuốc chẹn alpha. Thuốc không nên được sử dụng để điều trị tăng huyết áp. Doxazosin cũng có thể được sử dụng để điều trị sỏi thận qua đường tiết niệu. Nó cũng được sử dụng để điều trị các vấn đề bàng quang ở phụ nữ. Bạn nên uống Doxazosin như thế nào? Dùng thuốc này bằng miệng theo chỉ dẫn của bác sĩ, thường là một lần mỗi ngày cùng với bữa ăn sáng. Doxazosin có thể gây ra tụt huyết áp đột ngột, có thể dẫn đến chóng mặt hoặc ngất xỉu. Thường là trong vòng một vài giờ sau khi bạn dùng nó, nguy cơ này sẽ cao hơn khi bạn bắt đầu dùng thuốc này lần đầu tiên. Sau khi bác sĩ tăng liều, hoặc nếu bạn bắt đầu điều trị trở lại sau một thời gian ngừng thuốc. Trong thời gian điều trị, tránh những tình huống có thể khiến bạn rơi vào nguy hiểm nếu bạn ngất xỉu. Không nghiền hoặc nhai viên nén giải phóng kéo dài, vì điều này có thể làm tăng nguy cơ tác dụng phụ. Ngoài ra, không chia thuốc viên, trừ khi trên viên thuốc có rãnh để chia, và bác sĩ hoặc dược sĩ cho phép bạn làm như vậy. Nuốt toàn bộ viên thuốc hoặc những viên đã được chia ra, không nghiền hoặc nhai thuốc, liều lượng được dựa trên tình trạng sức khỏe và khả năng đáp ứng điều trị của bạn. Dùng thuốc này thường xuyên để thuốc phát huy tác dụng cao nhất để giúp bạn nhớ, hãy dùng thuốc tại một thời điểm giống nhau mỗi ngày. Nếu bạn lỡ liều dùng Doxazosin trong vài ngày, bạn có thể cần bắt đầu điều trị trở lại với liều thấp và tăng dần liều một lần nữa. Tham khảo ý kiến bác sĩ để biết thêm chi tiết, hãy cho bác sĩ biết nếu tình trạng bệnh của bạn không cải thiện hoặc trở nên nghiêm trọng hơn. Bạn nên bảo quản Doxazosin như thế nào? Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ẩm, tránh ánh sáng. Không bảo quản trong phòng tắm, không bảo quản trong ngăn đá, mỗi loại thuốc có thể có các phương pháp bảo quản khác nhau. Đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên bao bì, hoặc hỏi dược sĩ, giữ thuốc tránh xa tầm tay trẻ em và thú nuôi. Không vứt thuốc vào toilet hoặc đường ống dẫn nước trừ khi có yêu cầu, vứt thuốc đúng cách khi thuốc quá hạn hoặc không thể sử dụng. Tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc công ty xử lý rác thải địa phương về cách tiêu hủy thuốc an toàn. Liều dùng, những thông tin được cung cấp không thể thay thế cho lời khuyên của các chuyên viên y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi quyết định dùng thuốc. Liều dùng Doxazosin cho người lớn là gì? Liều dùng thông thường cho người lớn mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Liều khởi đầu, phóng thích ngay, 1mg uống mỗi ngày một lần. Phóng thích kéo dài, 4mg uống một lần một ngày với bữa ăn sáng. Liều duy trì, phóng thích ngay, 1-8mg uống mỗi ngày một lần. Phóng thích kéo dài, 4-8mg uống một lần một ngày với bữa ăn sáng. Liều dùng Doxazosin cho trẻ em là gì? Liều dùng cho trẻ em vẫn chưa được nghiên cứu và quyết định. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn định dùng thuốc này cho trẻ. Doxazosin có những hàm lượng nào? Doxazosin có những dạng và hàm lượng sau: viên nén, thuốc uống, 1mg, 2mg, 4mg, 8mg, viên nén phóng thích kéo dài 24 giờ. Thuốc uống, 4mg, 8mg, tác dụng phụ, bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi dùng Doxazosin? Tác dụng phụ thường gặp của Doxazosin bao gồm chóng mặt, mệt mỏi, nhức đầu, khó thở, tiêu chảy, đau bụng, phù nề tích nước và huyết áp thấp. Gọi cấp cứu nếu bạn có bất cứ dấu hiệu dị ứng như phát ban, khó thở, sưng mặt môi, lưỡi, hoặc họng. Hãy gọi cho bác sĩ ngay nếu bạn mắc phải các tác dụng phụ nghiêm trọng như cảm giác như bạn có thể ngất, tim đập mạnh và nhanh, rung ngực, khó thở, sưng tay, mắt cá chân hoặc bàn chân, dương vật cương cứng gây đau đớn hoặc cương cứng kéo dài 4 giờ hoặc lâu hơn. Tác dụng phụ ít nghiêm trọng có thể bao gồm chóng mặt nhẹ, cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ, nhức đầu, buồn nôn, chảy nước mũi. Không phải ai cũng biểu hiện các tác dụng phụ như trên. Có thể có các tác dụng phụ khác không được đề cập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các tác dụng phụ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Thận trọng cảnh báo, trước khi dùng Doxazosin bạn nên biết những gì? Trước khi dùng thuốc này, bạn nên nói với bác sĩ và dược sĩ nếu bạn bị dị ứng với Doxazosin, Prazosin, Minipress, Terazosin, Hitron hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác. Nói với bác sĩ và dược sĩ những thuốc kê toa và không kê toa, vitamin, các thực phẩm chức năng và các sản phẩm thảo dược bạn đang hoặc định dùng, đặc biệt là thuốc kháng histamine, clarithromycin, biacin, trong prepacipratropium, achavan, itraconazole, spironolactone, ketoconazole, nizoral, thuốc cho rối loạn chức năng cương dương ED như sildenafil, viagra, tadalafil, cialis hay vadenafil, levitra, thuốc chống tăng huyết áp, thuốc điều trị HIV, AIDS bao gồm atazanavir, reatas, indinavir, crixivang, neofinavir, viracep, ritonavir, novir, trong calecha hay sakinavir, fortovir, invirae.
thuốc điều trị bệnh đại tràng kích thích, say tàu xe, bệnh Parkinson, LED hoặc các vấn đề tiết niệu. Neferzodan, Telithromycin, Ketech và Voriconazole, VFN, bác sĩ có thể cần phải thay đổi liều thuốc hoặc theo dõi các tác dụng phụ khi bạn dùng thuốc. Báo với bác sĩ nếu bạn bị đau thắt ngực, huyết áp thấp hoặc nếu bạn có hay đã từng bị ung thư tuyến tiền liệt hoặc bệnh gan. Nếu bạn đang uống thuốc giải phóng kéo dài, nếu bạn bị táo bón, hội chứng ruột ngắn, ruột thu hẹp hoặc tắc nghẽn. Báo với bác sĩ nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú, nếu bạn có thai trong khi dùng Dosazosin. Gọi bác sĩ, hỏi bác sĩ về nguy cơ và lợi ích của việc Dosazosin nếu bạn từ 65 tuổi trở lên. Người lớn tuổi không nên dùng Dosazosin nếu bạn đang có phẫu thuật, kể cả phẫu thuật nha khoa. Hãy nói cho bác sĩ hoặc nha sĩ rằng bạn đang dùng Dosazosin nếu bạn cần phải phẫu thuật mắt bất cứ lúc nào trong khi hoặc sau khi điều trị. Hãy chắc chắn nói với bác sĩ rằng bạn đang dùng Dosazosin. Hãy nhớ rằng Dosazosin có thể làm cho bạn buồn ngủ hoặc chóng mặt. Đừng lái xe, vận hành máy móc hoặc thực hiện các công việc nguy hiểm trong 24 giờ sau lần đầu tiên bạn dùng Dosazosin hoặc sau khi liều được tăng lên. Bạn nên biết Dosazosin có thể gây chóng mặt, choáng váng, ngất xỉu và khi bạn đứng dậy quá nhanh chóng từ một tư thế nằm, hạ huyết áp tư thế đứng. Điều này càng phổ biến hơn nếu đây là lần đầu tiên bạn bắt đầu dùng Dosazosin khi liều được tăng lên. Hoặc nếu điều trị đã được dừng lại trong hơn một vài ngày để hạn chế vấn đề này. Hãy ra khỏi giường từ từ, nghỉ ngơi đôi chân trên sàn nhà một vài phút trước khi đứng dậy. Nếu các triệu chứng không cải thiện, hãy gọi cho bác sĩ. Những điều cần lưu ý nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Vẫn chưa có đầy đủ các nghiên cứu để xác định rủi ro khi dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú. Trước khi dùng thuốc, hãy luôn hỏi ý kiến bác sĩ để cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Thuốc này thuộc nhóm thuốc C đối với thai kỳ. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA, ghi chú, phân loại thuốc dùng cho phụ nữ có thai. A bằng không có nguy cơ, B bằng không có nguy cơ trong vài nghiên cứu, C bằng có thể có nguy cơ. D bằng có bằng chứng về nguy cơ, X bằng chống chỉ định, N bằng vẫn chưa biết tương tác thuốc. Dosazosin có thể tương tác với thuốc nào, tương tác thuốc có thể làm thay đổi khả năng hoạt động của thuốc hoặc gia tăng ảnh hưởng của các tác dụng phụ. Tài liệu này không bao gồm đầy đủ các tương tác thuốc có thể xảy ra, hãy viết một danh sách những thuốc bạn đang dùng, bao gồm thuốc được kê toa, không kê toa và thực phẩm chức năng, và cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn xem, không được tự ý dùng thuốc. Ngừng hoặc thay đổi liều lượng của thuốc mà không có sự cho phép của bác sĩ, dùng thuốc này cùng với bất kỳ loại thuốc bên dưới không được khuyến cáo. Bác sĩ của bạn có thể chọn những loại thuốc khác để chữa bệnh cho bạn. Boscrevir, dùng thuốc này cùng với những loại thuốc bên dưới không được khuyến cáo. Nhưng có thể cần thiết trong một vài trường hợp nếu cả hai loại thuốc được kê cùng nhau. Bác sĩ của bạn có thể thay đổi liều thuốc hoặc mức độ thường xuyên sử dụng một hoặc hai loại thuốc. Các thuốc trị bệnh tăng huyết áp: Acebutolol, Alprenolol, Atenolol, Avanafin, Bitaxolol, Bevantolol, Bisoprolol, Buchindolol, Katiolol, Cavedilol, Celiprolol, Dilevolol, Esmolol, Labetalol, Levobunolol, Mependolol, Metipranolol, Metoprolol, Nadolol, Nebivolol, Nifedipine, Oxprenolol, Pembutolol, Pindolol, Propranolol, Sotalol, Talinolol, Tetetalol, Timolol, Sildenafil, Tadalafil, Vadenafil. Thức ăn và rượu bia có tương tác tới Dosazosin không? Những loại thuốc nhất định không được dùng trong bữa ăn hoặc cùng lúc với những loại thức ăn nhất định vì có thể xảy ra tương tác. Rượu và thuốc lá cũng có thể tương tác với vài loại thuốc nhất định. Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia sức khỏe của bạn về việc uống thuốc cùng thức ăn. Rượu và thuốc lá, tình trạng sức khỏe nào ảnh hưởng đến Dosazosin? Tình trạng sức khỏe của bạn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc này. Báo cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, đặc biệt là đường tiêu hóa, dạ dày và ruột bị nghẽn. Có thể làm tăng tác dụng của Dosazosin, từ đó có thể làm tăng nguy cơ tác dụng phụ, vấn đề tim. Hạ huyết áp, có thể gây ngất nếu dùng lần đầu hoặc vừa tăng liều, bệnh thận, bệnh gan. Có thể làm thuốc tăng tác dụng phụ, ung thư tuyến tiền liệt, khẩn cấp, quá liều, bạn nên làm gì trong trường hợp khẩn cấp hoặc dùng quá liều? Trong trường hợp khẩn cấp hoặc quá liều, gọi ngay cho trung tâm cấp cứu 115 hoặc đến trạm y tế địa phương gần nhất. Các triệu chứng của quá liều có thể bao gồm buồn ngủ, chóng mặt, lâng lâng, động kinh. Ngất, bạn nên làm gì nếu quên một liều? Nếu bạn quên dùng một liều thuốc, hãy uống càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu gần với liều kế tiếp, hãy bỏ qua liều đã quên và uống liều kế tiếp vào thời điểm như kế hoạch. Không uống gấp đôi liều đã quy định. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.